những quan niệm sai lầm của cha mẹ về phát triển chiều cao cho bé. Nhằm chú trọng vào tăng trưởng chiều cao của trẻ ngay từ những năm đầu đời, hãy tìm hiểu các sai lầm mà các bậc cha mẹ hay mắc phải khi chăm sóc chiều cao cho bé. Sai lầm 1. Thúc đẩy phát triển chiều cao càng sớm càng tốt. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong phát triển chiều cao cho trẻ. Nhiều bậc phụ huynh dành cho bé một chế độ dinh dưỡng đặc biệt nhằm chú trọng vào tăng trưởng chiều cao cho trẻ ngay từ những năm đầu đời, mà không biết rằng sự phát triển của chiều cao sẽ chậm dần đến khi hai đầu của xương ống khép kín lại thì trẻ sẽ không cao thêm được nữa. Khi bé đến tuổi dậy thì là giai đoạn chiều cao phát triển tăng vọt. Thì do trước đó, ống xương đã bị ép phát triển nhanh một phần nên chiều cao của trẻ không được tăng trưởng tối đa trong giai đoạn vàng này. Sửa sai, hãy để bé yêu phát triển một cách tự nhiên bên cạnh một chế độ dinh dưỡng hợp lý với độ tuổi và thể trạng của trẻ. Sai lầm 2. Bổ sung canxi cho trẻ càng nhiều càng tốt. Canxi là thành phần cần thiết trong sự phát triển chiều cao cho trẻ. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ lại bổ sung canxi đều đặn và thường xuyên đến mức dư thừa. Tình trạng thừa canxi trong cơ thể có thể dẫn đến triệu chứng táo bón, buồn nôn hay nguy hiểm đến suy thận, tình trạng dư thừa canxi tiếp diễn trong một thời gian dài. Ngoài ra, nhiều bậc phụ huynh lại phạm phải một sai lầm khác, chỉ tập trung bổ sung canxi mà quên đi rằng người bạn thân của canxi trong phát triển chiều cao là kẽm. Đối với trẻ em, kẽm giúp cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của trẻ trong giai đoạn mang thai, tuổi thơ và cả vị thành niên. Việc thiếu kẽm ở trẻ có thể dẫn đến chậm phát triển thể lực, chậm phát triển tâm thần, các bệnh về da và niêm mạc, dễ bị nhiễm khuẩn, biếng ăn và suy dinh dưỡng. Sửa sai, tham khảo các tài liệu y khoa và chăm sóc trẻ để biết lượng canxi cần thiết cho trẻ theo từng độ tuổi, nên ưu tiên bổ sung canxi cho trẻ qua đường thực phẩm tự nhiên. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý cho con ăn đủ chất chứ không nên bên trọng bên khinh đối với bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào trong bữa ăn của con. Sai lầm 3. Bé uống sữa bằng bé cao lớn. Tuy tích cực cho con uống sữa nhiều dưỡng chất và có cả canxi nhưng trẻ vẫn lùn hoàn lùn. Nhiều bà mẹ than phiền rằng về việc không tiếc tiền đầu tư các loại sữa danh tiếng mà bổ dưỡng cho bé, nhưng bé yêu vẫn thấp còi so với bạn cùng lứa. Các mẹ này đã cung cấp cho con một trong những điều kiện để phát triển chiều cao nhưng lại thiếu đi điều kiện đủ để tạo điều kiện cho con vui chơi bên ngoài nhằm hút thụ vitamin D. Vì vitamin D là yếu tố thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi. Ngoài ra, sự phát triển chiều cao cho trẻ còn lệ thuộc một phần vào chế độ vận động thể chất, điều mà nhiều bậc phụ huynh bao bọc con quá đã vô tình tước đi quyền vui chơi và quyền được pha phỏng của trẻ. Sửa sai, nguồn dinh dưỡng từ sữa rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nên thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động ngoài trời hợp lý nhằm tối ưu hóa sự phát triển chiều cao ở trẻ. Sai lầm 4. Ỷ lại vào thực phẩm chức năng. Hiện nay, giữa một rừng thông tin quảng cáo, các bậc phụ huynh đang bị các sản phẩm chức năng xỏ mũi, hớp hồn bởi các công dụng thần kỳ trong việc phát triển chiều cao cho trẻ. Cộng thêm việc nhiều bé con hay ốm vặt, lười biếng ăn nên các bà mẹ đâm ra ỷ lại vào các dạng thực phẩm bổ sung và chủ quan không đầu tư cho con ăn thêm các loại thực phẩm đa dạng khác. Thật ra, thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ cho sức khỏe và chiều cao của con bạn mà thôi. Các sản phẩm này hoàn toàn không thể thay thế được thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Sửa sai, thực phẩm tự nhiên với dưỡng chất trong đó vẫn luôn là tốt nhất cho trẻ nhỏ. Lời khuyên các bậc phụ huynh khi con dùng các thực phẩm bổ sung chức năng hỗ trợ phát triển chiều cao là chỉ nên xem thực phẩm chức năng đúng giá trị của nó, còn thực phẩm tự nhiên vẫn nên là giá trị cốt lõi. Sai lầm 5. Chiều dài của bé sơ sinh quyết định chiều cao khi trưởng thành. Đây cũng là một trong những quan niệm sai lầm khiến các bậc phụ huynh thần hồn nát thần tính khi bé bị ngắn khi sinh ra và chủ quan khi thấy bé lúc eo e chào đời hơi bị dài. Thực tế, chiều dài bé sơ sinh không phải yếu tố dự báo chính xác chiều cao trưởng thành. Nhiều người đơn giản nghĩ bé còn nhỏ mà đã dài thì sau này hẳn sẽ cao lắm, trong khi chiều cao của cha mẹ có thể là yếu tố dự báo tốt nhất chiều cao của trẻ. Sửa sai, dù nhóc con dài hay ngắn, khi chào đời thì ba mẹ vẫn luôn cung cấp cho con một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và hợp lý bên cạnh sinh hoạt, vận động phù hợp với lứa tuổi và thể trạng của bé. Sai lầm 6. Chiều cao lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền đúng là có ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao tối ưu của trẻ, nhưng di truyền không chiếm tỷ lệ cao nhất trong các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thước tấc của trẻ. Theo các chương trình nghiên cứu, theo bà Phạm Thị Yến, trưởng khoa bệnh viện Hồng Đức, chiều cao của trẻ lệ thuộc vào di truyền là 23%, vận động thể lực 25%, việc chăm sóc trẻ, giấc ngủ, môi trường, ánh nắng 20% v.v. Nhưng tác động nhiều nhất vẫn là yếu tố dinh dưỡng, chiếm đến 32%. Điều này cho thấy, chú trọng đến vấn đề dinh dưỡng của trẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu của mọi bậc phụ huynh. Sửa sai, nếu chẳng may vợ chồng bạn có chiều cao không khiến người khác phải ngước nhìn, thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Nếu bé yêu vẫn đáp ứng tốt các yếu tố dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt ngủ nghỉ, thì bé vẫn nắm chắc 77% còn lại để có được chiều cao tối ưu sau này. 77% là tỷ lệ không nhỏ phải không bạn? Ước mơ của bé khi lớn lên có thể sở hữu một đôi chân dài miên man hoặc tầm vóc của một siêu sao bóng rổ sẽ không có gì quá khó nếu ngày hôm nay bạn biết đầu tư và chăm sóc thước tấc cho bé một cách an toàn và toàn diện nhất tất cả các mặt trận như dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt hợp lý. Chúc các bạn có một chiều cao tốt. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về 6 sai lầm khiến trẻ không thể tối ưu chiều cao cho mình được. Các bạn có thể áp dụng cho mình vào độ tuổi dậy thì. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.